Sáng 26 tháng 10, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF chính thức phát động cuộc thi Miss UEF 2024. Ban giám khảo cuộc thi gồm những cái tên nổi bật của giới sắc đẹp: Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2020 Thái Thị Hoa, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Việt Nam Ngọc Châu. Bên cạnh đó, kiện tướng Khánh Thi cũng là một trong các vị giám khảo chuyên môn cho cuộc thi lần này. Trải qua 3 mùa giải thành công, Miss UEF khẳng định vị thế sân chơi nhan sắc cho sinh viên, là nơi tôn vinh nhan sắc và tài năng của nữ sinh viên của trường. Với chủ đề Vẻ đẹp lan tỏa gắn với vẻ đẹp trí tuệ và vẻ đẹp tâm hồn, Miss UEF 2024 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp sắc vóc của thí sinh mà còn đề cao hành trình lan tỏa các giá trị về tri thức, tài năng của sinh viên. Thì đây là mùa thứ tư UEF tổ chức cuộc thi Miss UEF để tìm ra gương mặt hoa khôi sinh viên đại diện cho nữ sinh viên của UEF. Thì tiêu chí của cuộc thi là chúng tôi muốn tìm được một bạn nữ. Ngoài cái vẻ đẹp về ngoại hình thì bạn còn có những cái vẻ đẹp khác, đó là vẻ đẹp về tâm hồn, vẻ đẹp về trí tuệ, vẻ đẹp về thể lực. Như vậy thì một bạn sinh viên mà muốn đạt được cái ngôi vị là Miss UEF thì bạn phải gần như là toàn diện. Bạn phải có kỹ năng tiếng Anh tốt, bạn phải có những cái kỹ năng giao tiếp tốt, kết nối cộng đồng. Vẻ đẹp lan tỏa ở đây chúng tôi muốn nói đó chính là nữ sinh viên nhà UEF sẽ lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, nữ sinh của UEF, đó là vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp hình thể. Theo tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng dành cho các hạng mục và các ngôi vị đăng quang. Đặc biệt qua cuộc thi này, sinh viên sẽ được tạo điều kiện tham gia các cuộc thi có quy mô rộng hơn để thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình. Nhấn mạnh về tiêu chí vẻ đẹp lan tỏa, kiện tướng Dan Sport Khánh Thi, ban giám khảo Miss UEF 2024 cũng cho biết đây là tiêu chí rất quan trọng của cuộc thi này. Với tiêu chí của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là năm nay thì Miss UEF sẽ có thêm những cái tài năng, kỹ năng. Ngoài cái việc mà các bạn có học vấn sâu rộng thì bây giờ sẽ là cái nơi mà các bạn có thể tỏa sáng hơn. Và trường chúng tôi cũng sẽ tìm ra được những người đẹp thực sự là vừa có tài năng và tri thức. Mong muốn sâu rộng hơn thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm các em tới những cuộc thi về Miss ở trên thế giới cũng như là trong Việt Nam vào những cuộc thi lớn hơn. Khi bạn là Miss UEF thì bạn hãy là một thành viên của UEF để lan tỏa giá trị của UEF đến nhiều người hơn nha. Trong suốt những năm vừa qua thì nhà trường luôn tạo điều kiện cho các Miss trước đây tham gia vào những cái hoạt động của nhà trường, bởi vì các bạn đã trở thành những cái tấm gương, những cái hình tượng tiêu biểu cho nữ sinh viên UEF. Thật ra thì các bạn đã từng đạt danh hiệu Hoa Khôi, Á Khôi trước đây, đều đã tham gia vào rất nhiều những hoạt động tại UEF. Các bạn trở thành gương mặt đại diện, tham gia vào rất nhiều những cái buổi talk show trước đông đảo các bạn sinh viên. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì Miss UEF mùa này cũng vậy thôi. Các bạn cũng sẽ được nhà trường cử làm đại diện tham gia vào rất nhiều những cái hoạt động dành cho sinh viên. Sau nhiều mùa giải thành công, những nhan sắc bước ra từ Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi dấu tại các đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế như Hoa Khôi 2022, Lê Phan Ngọc Khánh đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, cựu sinh viên Trần Hoài Phương đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Eco Việt Nam 2022, tham gia Miss Eco International và giành về nhiều danh hiệu cao quý. Cuộc thi Miss UEF 2024 diễn ra gồm các vòng sơ khảo, bán kết, tài năng và chung kết. Vòng chung kết dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình vào cuối tháng 12 năm nay.